quanh quẩn bên trại kiểm lâm. Lúc thì ra bến đợi các anh kiểm lâm đi tuần về, lúc bay lên rặng mướp cạnh trạm để canh gác. Mấy tháng nay, chú chim già đẫy Java này nghiễm nhiên trở thành thành viên thứ 7 của trạm kiểm lâm Bảo Sấu thuộc Vườn Quốc gia Cát Tiên. Đại diện Vườn Quốc gia Cát Tiên cho biết, chú chim già đẫy này bị người dân tại xã Núi Tượng, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai bắt về nuôi nhốt một thời gian dài. Khi phát hiện, lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Cát Tiên đã giải cứu và đưa về chăm sóc. Chú chim già đẫy đang ở độ tuổi trưởng thành do bị nuôi nhốt quá lâu nên bị mắc bệnh phân trắng. Sau gần 3 tháng chữa trị và tập luyện, già đẫy đã phục hồi và được thả về môi trường tự nhiên ở khu vực trạm kiểm lâm Bảo Sấu. Được biết, già đẫy Java là một loài chim thuộc họ hạc. Đây là loài chim quý hiếm đã được ghi trong danh mục sách đỏ động vật Việt Nam. Khi được thả ở khu vực trạm kiểm lâm Bảo Sấu, do được kiểm lâm chăm sóc, lại có nguồn thức ăn dồi dào, phù hợp với vùng sinh sống, nên chú chim quyết định định cư luôn tại trạm. Hàng ngày, ngoài những lúc bay ra Bảo Sấu kiếm ăn, thời gian còn lại, già đẫy chỉ quanh quẩn quanh trạm và ra bến đứng đợi các anh kiểm lâm đi tuần rừng về.